Xin chào mọi người, mình là Thiên Ân, một người đam mê kèn trombone. Ở video trước thì Ân đã hướng dẫn cho mọi người 5 nốt cơ bản trên cây kèn trombone, đó là đồ, rê, mi, pha và son. Và hy vọng là mọi người đã tập luyện siêng năng để làm chủ được 5 nốt này. Thì ở video này, Ân sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đánh lưỡi trên cây kèn trombone. Thì lưỡi hoạt động như thế nào? Là khi mọi người thổi hơi ra, từ trong người mình thổi hơi ra ngoài, thì lưỡi nó có nhiệm vụ nó chặt cái luồng hơi đó, nó cắt cái luồng hơi đó, tạo ra những cái khoảng cách của những cái luồng hơi đó, thì nó sẽ tạo ra là nó bị đứt khúc, đứt khúc á. Đây, ân ví dụ vậy cho dễ hiểu nè. Thì đây là cái miệng của mọi người nhá, hơi mọi người sẽ đi ra như thế này, thì cái lưỡi nó sẽ nằm ở đây và nó sẽ không, mọi người thấy không, mình phun hơi ra, mình phun hơi ra, mình cắt cái luồng hơi đó. Thì bây giờ cách tập như thế nào? Mọi người thổi hơi ra bằng miệng cho ông, không cần nhiều. Cái tập này tập rất là dễ luôn á. Là mọi người thổi hơi ra. Ok, đầu tiên là cứ tập thổi hơi ra. Sau đó mọi người lấy lưỡi, mọi người bịt cái hơi đó lại. Là mọi người sẽ thấy được rằng cái lưỡi nó hoạt động như thế nào. Đó. Thấy không? Sau khi mọi người bịt cái lưỡi lại, thì mọi người rút cái lưỡi ra lại thì hơi sẽ ra lại. Rồi, khi đã quen thì mọi người làm nhanh hơn. Hoặc là có một cách tập khác đơn giản hơn, đó là mọi người phát âm chữ tha tha tha, chữ thờ và a, thở tha 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 tha. Đấy, khi mọi người phát chữ tha, mọi người sẽ thấy điều gì xảy ra, đó là mọi người phun hơi ra, có chữ thờ mà, thờ 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 tha tha, đấy là mọi người sẽ phun hơi ra, và cái lưỡi của mọi người sẽ đánh vào cái răng trên hoặc là đánh vào răng, thờ thờ thờ. Nhớ để tay ở phía trước để cảm nhận hơi, vì khi mọi người phát âm chữ tha hay là đánh lưỡi mà không có hơi ra là nó sẽ, khi mọi người vào cái kèn nó sẽ bị thiếu hơi, nên là cố gắng làm sao tha tha, cảm nhận cái hơi nó mát ở cái tai, tha 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 tha. Và mọi người có thể tập ở bất cứ nơi đâu, ngồi coi tivi, chạy xe hay làm bất cứ việc gì, nhưng mà nhớ ra đường thì nhớ đeo khẩu trang hãy tập, bởi vì bình thường nó đã hơi mất vệ sinh rồi, hay là người ta nhìn mình, người ta tưởng mình làm cái quái gì, còn bây giờ đang là mùa dịch nữa nên mọi người mà làm thế là thôi lên cách ly luôn. Nên cố gắng làm sao phát âm mọi lúc mọi nơi, đây là cái tập rất đơn giản, không có kèn, mọi người đi đâu mọi người quen mọi người tập hồi, chứ ông cũng vậy, cứ đi đâu cũng đấy, lúc nào cũng vậy, hay là cái lưỡi mình nó sẽ linh hoạt rất là nhanh. Đấy, thì nhớ nhá, tập phát âm chữ tha 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 hoặc là tập như kiểu hồi nãy qua cũng được. Xong lấy lưỡi bịt lại là mọi người sẽ cả biết được rằng tại nhiệm vụ của lưỡi là gì, là để chặt cái luồng hơi ra, thành ra chỗ nào hơi đi ra cái lưỡi nó chặn ở đó là xong nhá. Giống như mọi người việc mọi người mở cái vòi nước ra, mọi người lấy tay mọi người bịt vòi nước lại thì nó không còn nước nữa, mọi người bỏ ra nước chảy tiếp, bịt lại bỏ ra, bịt lại bỏ ra, thì đó. Hoặc là như tụi trẻ con á, nó phun đồ ăn á, nó phun đồ ăn ra, mình cũng y chang vậy luôn, mình phải lấy cái lưỡi mình bật ra nó mới phun được cái đồ ăn ra, nó vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ vào kèn, và bây giờ anh sẽ làm từng nốt son nhé, đó là mọi người tập vào chỉ cần 2 nốt thôi. Đầu tiên là mọi người sẽ thổi nốt son ngân dài trước cho anh, giống như ở video trước. Ok, thì bây giờ khi mọi người đang thổi nốt ngân dài, mọi người đưa cái lưỡi ra và mọi người phát âm chữ tha, là mọi người sẽ hiểu là mọi người nhắc cái nốt đó ra hàm hai hai nốt nhé, hiểu không? Cái lưỡi chặt xuống, cái lưỡi chặn cái luồng hơi, và tập nhiều lần nhiều lần nhiều lần, tập cho nó quen cái cảm giác lưỡi, đừng có, và nhớ trước khi đánh lưỡi và sau khi đánh lưỡi âm thanh nó phải giống nhau, chứ không có như thế này, đừng có cái dài cái ngắn, và cũng đừng có cái
mập mạp cái thì bị lép, ok, nên cố gắng làm sao 2 tiếng giống nhau trước khi đánh lửa và sau khi đánh lửa là 2 tiếng phải giống nhau. Ngừng, 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 và mọi người kết hợp với 5 nốt mọi người đã học ở video trước để mọi người thổi. Ví dụ sau khi thổi nốt son xong rồi, quen rồi, 10 lần, 50 lần, 100 lần quen rồi, xuống nốt fa. Lần nữa. Nốt mi. Nốt re. Nốt đầu. Đấy, mọi người thấy không? Cực kỳ đơn giản nhưng mà cố gắng làm sao? Nhưng mà cố gắng làm sao là cái lưỡi nó phải mềm mại, nó phải, nó cắt cái luồng hơi nhưng mà nó phải nhanh. Không? Chứ phải đừng có nhai cái lưỡi và cái lưỡi nó cứ rề ra rề từ từ. Đâu? Mình thổi chậm nhưng mà cái lưỡi mình phải dứt khoát. Giống như mọi người chặt thịt vậy đó. Pập là nó phải và vẫn luôn giữ luôn hơi. Hơi lúc nào phải thổi ra nhé, đừng có bịt nó lại luôn. Nha. Thì tập 10 lần, 50 lần, 100 lần cho nó quen cảm giác lưỡi. Sau khi mọi người đã quen rồi, mọi người nâng cấp nó lên đánh 3 nốt. Và vẫn cứ là đi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên giống như video trước nhé. Đi lên lại. Và tiếp tục khi đã quen rồi, làm chủ tốt và tiếng kèn nó giống nhau rồi, cực kỳ thoải mái rồi, mọi người lên 4 nốt. Đấy, mọi người thấy không? Việc đánh lưỡi trên cây kèn trumpet không khó, quan trọng là mọi người phải tạo ra cái âm thanh nó giống nhau. Vì nếu mà mọi người phát âm lưỡi nốt này nốt kia không giống nhau thì nó sẽ gần, nó làm tiếng kèn mà nó không đều, giống như là mọi người nói chuyện không rõ ràng hay là lúc được lúc 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 rõ lúc không á, giống như vậy nè. Giờ mọi người thấy không, có nốt bị lép, có nốt bị trượt lên cao, có nốt bị thập xuống, vẫn là nốt son nhưng có nốt lại bị này, nốt bị kia, nó thành ra là việc phát âm cho tròn trịa các nốt giống nhau, nó phải giống nhau. Mười nốt cũng giống nhau. Nó phải luôn luôn giống nhau. Mọi người thấy không? Thì khi mọi người thổi một cái bài gì đó, cái âm thanh ngồi nó sẽ luôn luôn đều đặn và nó sẽ không bị phình nốt này, nó lép nốt kia, trượt nốt này. Ok. Và cố gắng tập 15 phút mỗi ngày. Sau khi 15 phút mọi người ngân dài từng nốt, 5 nốt cơ bản, thì bây giờ 15 phút mọi người tập đánh lưỡi 5 nốt cơ bản, từ bắt đầu từ 2 nốt xong tới 3 nốt, 4 nốt, 5 nốt, 6 nốt, 7 nốt, 8 nốt, 9 nốt gì đó, tập 15 phút với 5 nốt cơ bản thì mọi người sẽ thấy được rằng môi mọi người bắt đầu ổn định, hơi mọi người bắt đầu ổn định và lưỡi mọi người cũng bắt đầu ổn định. Thì mọi người sẽ thấy là việc học kèn trumpet cơ bản nó rất là đơn giản, quan trọng là mọi người có tập và có siêng năng tập, kiên trì vượt qua những cái gì mà mình đang mắc lỗi hay không. Hy vọng video này giúp ích cho mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé. Chúc mọi người tập tốt.